Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Bang Bang Gaming. Thì trong cái video này mình sẽ chia sẻ cho mọi người một trong những cái sự kiện cực kỳ rất lớn mà sẽ Bang Bang Gaming tổ chức hàng tháng dành cho cộng đồng của Bang Bang Gaming luôn. Thì nhiều anh em cũng biết và cũng đã tham gia sự kiện này rồi, nhưng một số anh em mới biết đến Bang Bang Gaming hay là chưa follow sát cái các kênh channel của Bang Bang Gaming ấy, thì chưa biết đến sự kiện này. Thì nhân dịp là có cái sự kiện mới này và update một số thông tin mới nữa thì mình sẽ làm một cái video chia sẻ để mọi người có thể hiểu rõ hơn về các cái sự kiện của Bang Bang Gaming nhé. Ok, thì Bang Bang Gaming thì có rất nhiều các kênh truyền thông về media, đặc biệt là có về website này, về Twitter này, về YouTube này, về TikTok này, về Facebook này, về Telegram Channel cũng như là Telegram Group. Thì hàng tháng thì Bang Bang Gaming tổ chức rất nhiều các sự kiện. Thì ở đây mọi người có thể lướt qua nhé. Bên Facebook của Bang Bang Gaming này, cộng đồng khoảng 35.000 người này. Twitter là khoảng 20.000, hơn 20.000 người follow. Trang chủ website của Bang Bang Gaming thì cập nhật các cái bài viết hàng ngày và liên tục về tin tức về thị trường GameFi cũng như là NFT và Metaverse. Ngoài ra có YouTube, thì YouTube anh em có thể là xem các video trên này khá cập nhật khá thường xuyên và rất nhiều hướng dẫn cực kỳ là chi tiết. Ngoài ra thì kênh TikTok của Bang Bang Gaming cũng mới phát triển và cũng nhận được sự đóng góp và ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng, đặc biệt là admin Brian này là đảm nhiệm kênh TikTok hiện tại nhé. Và nếu mà anh em nào mà biết đến Bang Bang Gaming mà chưa follow hết các kênh ấy, thì mọi người có thể follow các kênh của Bang Bang Gaming nhé, đặc biệt là các kênh mà chỉ cập nhật tin tức rất là sát như kiểu YouTube này, Telegram cũng như là Twitter. Thì riêng cá nhân của mình ấy, thì mình có thể recommend mọi người ba cái kênh đó, thì mọi người có thể follow cực kỳ là sát, đặc biệt là các kênh trên Twitter á, thì có rất nhiều các cái tin và các cái trend rất là nóng hổi và bên anh mình cập nhật cho mọi người, và các cái bài về overview cũng như là các cái infographic cực kỳ rất là chi tiết và có cái hình ảnh minh họa cực kỳ rất là dễ hiểu và đơn giản, thì cả người mới xem cũng rất là đơn giản thôi. Ok, thì trong cái video này thì cái nội dung chính mình sẽ chia sẻ cùng mọi người đó là cái sự kiện member tích cực hàng tháng mà Bang Bang Gaming tổ chức. Thì Bang Bang Gaming tổ chức là cái sự kiện này hàng tháng luôn, và mình nghĩ là Bang Bang cũng là một trong những cái đơn vị mà tổ chức cái giải thưởng gần như là cao, theo mình là top những cái cộng đồng mà tổ chức cái giải thưởng cho cộng đồng của mình cực kỳ là cao luôn, tới tận 800 đô hàng tháng, và tổ chức từ lúc Bang Bang Gaming ra đời đến giờ đều đặn hàng tháng. Thì trong tháng 4 này cũng có một số anh em là hôm trước bên team mình cũng có gọi là có một bài post để tham khảo ý kiến mọi người, thì cũng cuối cùng đưa ra quyết định là update một số cái cơ chế mới dành cho cái giải thưởng member tích cực nhất tháng này, và tổng giải thưởng thì vẫn là 800 đô không thay đổi, và thời gian sẽ là từ mùng 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4. Thì ở đây các bạn exit là để 31 tháng 4 là có chút nhầm lẫn nhá, đến 30 tháng 4 nhá. Thì cái sự kiện member tích cực này thì bên team mình đã post lên cái trang chủ của channel của Telegram rồi, thì anh em nào mà chưa xem mọi người có thể đọc lại nhá, thì mình cũng để link dưới mô tả video luôn để anh em cùng tham gia. Thì update mới lần này sẽ trao làm hai lần trao giải này, và mỗi lần trao giải sẽ là 400 đô, và sau mỗi lần trao giải sẽ reset lại cái sự kiện này một lần. Thì hàng như những đợt những tháng trước ấy thì member tích cực sẽ là trao thưởng một tháng một lần và sẽ tổng có 8 giải thưởng, nhưng bây giờ cơ chế đã thay đổi rồi này, thì các bạn lưu ý nhé, ra một là từ mùng 1 tháng 4 đến 15 tháng 4 này, và tổng giải thưởng sẽ là 400 đô, thì top 1 sẽ là chắc chắn được 100 đô này, top 2 là 70 đô, top 3 là 50 đô. Còn từ top 4 đến top 20 sẽ có cơ hội quay random là sẽ chọn ra 4 giải và mỗi giải trị giá là 20 đô, thì tổng là 300 đô. Ngoài ra để chia sẻ cũng như là cập nhật kiến thức, tin tức về thị trường hàng cứ 2 tuần một lần thì Bang Bang Gaming cũng live stream và quay giải thưởng luôn, đồng thời cũng là cập nhật kiến thức cho mọi người, và sẽ có một giveaway 100 đô trong cái buổi đó, thì tổng sẽ là 400 đô. Ok, thì cách thức tham gia thì tất cả thành viên mà trong cái nhóm cộng đồng group của Bang Bang Gaming đều có thể tham gia được, và cách thức là chia sẻ và nói chuyện tích cực này dựa trên cái tinh thần là đóng góp chứ không spam nhá, và anh em có thể hoạt động sôi nổi giúp đỡ trong nhóm, giúp đỡ những người mới, là không được spam sticker này, và cũng không được nhắn những tin nhắn rất là ngắn và không có nội dung. Thì thể lệ tính điểm là sẽ tính điểm theo thống kê của combot. Thì combot thì đây là combot của Bang Bang Gaming này, là group, thì mọi người có thể vào đây mọi người xem những cái member mà rất là tích cực trao đổi cũng như là trao giá trị cho cộng đồng, thì mọi người có thể search theo ngày theo tháng nhé. Đây ví dụ mình search ví dụ từ ngày mùng 1 tháng 4 đi. 1 tháng 4 này, đến hiện tại là mùng 7 tháng 4 đúng không ạ? Sẽ ra được 1 tuần rồi đó. Thì mọi người sẽ search theo cái message này, tức là số lượng tin nhắn này. Hiện tại thì bạn Nguyễn Mẫn đang là
top 1 này, Hoàng Alex top 2 này, đó. Thì mọi người cứ chat và trao đổi trong nhóm thì top 20 nhá. Top 20 sẽ giành được cái cơ hội để chúng ta giành được phần thưởng từ Bang Bang Gaming, cực kỳ giá trị luôn. Và đối tượng tham gia là thành viên của nhóm Bang Bang Gaming thôi. Mọi người join nhóm và cùng trao đổi trong nhóm đó. Đây mọi người kích vào đây. Đó. Thì cập nhật nhất là nhiều tin tức thì mọi người có thể tham gia. Và thời gian là từ 1 tháng 4 này đến 15 tháng 4 này. Và có một cái lưu ý rất là quan trọng mọi người là hiện tại thì nhóm Bang Bang Gaming cũng có một số thành viên spam khá là nhiều và họ sử dụng bot. Thì nếu được thì anh em cứ report đến các admin nhé, tag các admin vào để admin có thể xử lý các cái tình trạng spam bot đó. Và cuối cùng là mọi quyết định về giải thưởng khi mà Bang Bang họp cũng như là quyết định thì sẽ là trao giải cho mọi người, thế là thuộc về ban quản trị của Bang Bang Gaming. Nếu mà anh em có thắc mắc hay khó khăn gì cứ nhắn tin trực tiếp với các admin nhé. Ok, thì trong cái video này mình đã cập nhật với mọi người các kênh truyền thông của Bang Bang Gaming cũng như là cái sự kiện member tích cực nhất hàng tháng, và cái sự kiện này được tổ chức hàng tháng nhé, tháng nào hầu như cũng tổ chức, và tổng giải thưởng lên tới 800 đô một tháng. Thì đây là một trong những cái giải thưởng lớn nhất của Bang Bang Gaming, và mình nghĩ là cũng các cộng đồng ở Việt Nam thì Bang Bang Gaming cũng là tổ chức rất lớn cho anh em để mọi người có thể có cơ hội là vừa giao lưu và vừa học hỏi cũng như là tích lũy kinh nghiệm, cũng như là có một cái gọi là những người nào bạn nào tích cực ấy thì sẽ có một số vốn đấy nhất định hàng tháng để chúng ta có thể bắt đầu tiếp cận thị trường này tốt hơn. Ok, thì mọi người nhớ ủng hộ Bang Bang Gaming nhé bằng cách like này, đăng ký kênh cũng như là bật chuông thông báo lên để nhận những video sớm nhất từ team của Bang Bang Gaming. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.